Chào bà chú vui vẻ hôm nay. Chúc mọi người, chúc mừng bà chị chú ơi. Đời ta Noel vui vẻ hôm nay. Bà sẽ biết hả? Bà già Noel nha. Xin chào bà già Noel. Xin chào. Dạ con sẽ đi lấy kẹo. Kẹo gì bà già Noel? Sô-cô-la. Nhiều lắm mẹ. Bà già Noel dễ thương quá. Bà già Noel ơi, bà già Noel tên gì vậy? Tên là Ngọc Diệp. Bà già Noel tên Ngọc Diệp hả? Bà già Noel bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ 4 tuổi. Dạ, bà già Noel học lớp mấy ạ? Dạ lớp mầm 2. Lớp gì bà già Noel? Mầm 2. Lớp mầm 2. Rồi bà lên lớp chậu rồi mà cứ nói nó mầm hoài bà già Noel. Lâm, bỏ xuống. Em đổi cái nón cho em nó đẹp rồi em. Ông già để sang bên đó. Con thấy cái nón này hơi xấu. Xấu đồ xấu. Sách đồ xấu. Hello, Happy, chị sửa làm vậy đâu em. Chị sửa. Hôm nay ông phải cũng muốn phát kẹo đi chị sửa không? Ok đi. Nón của bà già Noel á. Chị sửa làm bà già Noel mà. Còn ốc tiêu làm em bé. Hay là Abil làm ông già Noel cũng được. Abil nói nó gì sửa sách được. Abil lại đây. Không đợi ông già Noel. Con đợi đi. Rồi cho Abil làm bé đi. Em bé Noel. Không giấy bộ. Không giấy bộ. Không giấy bộ. Không giấy bộ. Ok. Kẹo nha. Đi thôi. Đi. Ăn nhiều. Đi đi. Đi thôi. Đi bà giàu Noel, đi trao đi ra quà rồi bà giàu Noel. Bà nuôi nha, giàu Noel thấy thương quá à. Cái này là kẹo cu đơ nè, đặc sản của ơi sao té à Lâm? Đặc sản của Nghệ An. Con thấy cái nặng này nặng. Cô Mai Đào Hồng Lam tặng cho cha đó. Tặng nhiều. Chú Phong mặc áo mắc cười không? Chú Phong ở trần lấy cái áo làm cái ghế kìa. Cái ghế làm cái áo kìa. Đó này này. Kiểu chú hết luôn hả? Hả? Chú hết luôn hả? Giao hai tay tặng chú Phong. Tặng chú Phong. Cảm ơn chú Phong Noel vui vẻ. Chú Noel vui vẻ. Cái này ăn còn 7 ngày chưa hết. Ngon lắm ạ. Trời ơi nhìn tới ở trong mà thấy thèm rồi. Kẹo cu đơ. Hỏi chú Phong biết ăn không? Con chưa hướng dẫn cho. Mình lột bịch kìa. Bịch đó hả? Để hai chú bịch đi. Đủ á. Không đủ. Hai chú bịch ăn được rồi, hai chú ăn chung bịch được rồi. Không đủ. Hai chú ở chung nhà. Lâm. Lâm ở đây. Có ít không chịu luôn, không đủ cao. Nóng này nóng rồi. Dạ cứ đổi đi. Đổi làm ông già Noel mà. Thôi chị sợ đổi. Dạ cho Trum kìa. Kẹo. Ăn cái này. Trum ăn kẹo này nè. Cái mấy chị sửa kìa. Trời ơi. Không thích kẹo không thấy luôn kìa. Trời ơi, anh Quy anh đóng tiêu cho con ăn đòn á. Về cho cô xuyến bịch đi. Thôi con nha. Kẹo cu đơ. Ngon lắm á. Kiểu giống kẹo đậu phộng của mình. Đặc sản. Ngon lắm á. Dạ. Ủa vậy hả? Bây giờ phát ngủ rồi. Cho chị đó. Nhưng mà bye bye. Hello. Hai đứa chết rồi là con bye bye. Đúng xin thôi. Đúng con bạn ai? Đặng cậu hai á, cậu hai với lại bác Huy.
Ngượng bịch nó là hết. Cho. Dạ. Là nó chịu. Thất bại nha. Đừng có ghẹo chị sữa đâu, gạo cọc á con. Chị sữa đang đi chị sữa mà nổi lên nè xong. Chị sữa mà nổi giận lên là xong á. Rồi, Bác Quy cảm ơn chị sữa nha. Ủa con trao lộn mày, Bác Quy đâu ăn kẹo đó được. Bác Quy ăn kẹo kẹo bịch kẹo kia. Ừ. Lộn kẹo rồi. Con lấy kẹo bịch kẹo cu đơ cho Bác Quy. Con. Rồi, Bác Quy cảm ơn nha. Con hết kẹo này rồi nha. Ờ, còn bịch đó cho cô hai đi. Rồi cho chị cho em kẹo sô cô la kìa. Cảm ơn trà sữa nha. Dạ. Đây là cho em sô cô la kìa. Sữa cho đó nha. Bé cho em thêm đi. Này sắp hết rồi đó. Sắp hết rồi hả? Bà già Noel sắp hết rồi hả? Rồi bà già Noel trao cho ai nữa? Bà già đó em ơi. Phê quả. Phê quả. Đi vô. Thưa con hai, thưa Bác Quy vô. Thưa con hai với Bác Quy vô. Rồi. Đừng có kẹo chia sữa hả? Để chia sữa đi. Gia đình mình thì từ từ. Gia đình mình từ từ hả? Còn kẹo sô-cô-la con cho mấy bạn nhỏ. Thấy không? Thêm một tí. Cho chị xí muội á gì? Chị xí muội. Không nhớ. Kẹo. Cho chị kẹo sô cô la. Cảm ơn sữa nha. Cảm ơn mình dạy cho mình sức khỏe nha. Hôm nay con sẽ mất con sẽ đem mình thang giấy ra rồi mời mọi người ăn nha. Cho mình chú Huy dạ. Ăn là sao? Sao ăn thang giấy? Không, ăn mít đó. Ăn mít hả? Chị ngồi đây cha nè. Để con kêu mọi người á. Hả? Kêu ai? Để khui xong hả? Kêu mọi người ra. Ngồi đây cha đi. Gái mệt hả? Gái đổ mồ hôi quá vậy. Gái biết trái này trái gì không? Mít. Dạ trái mít. Dạ trái mít. Mít này biết sao thử cho chín không? Biết thử sao cho chín không? Ngửi. Thử thơm không? Thử thơm không? Không. Sao? Con sao? Không thử. Sao? Con chỉ coi thôi. Coi thôi hả? Sao con đổ mồ hôi quá vậy? Đổ mồ hôi quá trời. Nóng quá con, nóng lực quá hả? Giờ cho khui ha. Ừ. Khui mà ông bà cô chú anh chị ăn mít với gia đình mình ha. Dạ. Cái mít ngon quá, mời cô chú anh chị nè. Cái hồ nguyên còn nhỏ hơn cái mít. Ờ, cái mít nó bự lắm. Đã quá ha, thơm phức thơm lừng luôn. Con ăn trước rồi. Hả? Con ăn trước. Con thích ăn mít không? Hả? Có buồn ngủ quá hả? Mình ăn mít xong. Mình ăn mít xong á, cái con vẽ này cho mà chị chú coi. Nè, rất là đẹp ha. Đâu, con lấy con về vẽ đi trong khi vẽ rồi. Con giấu này đi. Nha bà cô chú anh chị. Không, con để đây. Giờ con sẽ vẽ này. Vẽ gì nè? Ờ, mẹ Ngọc coi nè. Coi em vẽ. Hả? Ai giấu không? Giấu không? Ừ, vẽ xong rồi mới cho bà cô chú xem. Đầu tiên vẽ đầu, ở đầu cái cổ. Đến đầu nè. Ừ. Miếng này giao mà mày chú. Cái này là hở ngực của mình nè. Cái gì? Cái vai nè. Cái vai hả? Đúng rồi, giờ mình chỉ cần vẽ đây. Hẳn đây xuống. Thêm một tí nè. Đầu tiên là mẹ Ngọc. Mẹ Ngọc cột một chùm. Hiểu không? Hiểu. Con hỏi ai vậy? Ông mày chú hiểu không? Ừ. Con mắt của mẹ Ngọc hả? Dạ. Cái mẹ Ngọc. Mẹ cười tắt quá vậy hả? Cái khuôn với mẹ Ngọc không được cười. Cái chân vậy hả? Đẹp quá, đợi cho bà con chú chị xem mày. Ôi ôi. Đến Trà Khương đi. Đến Trà Khương hả? Bữa nay nói tiếng Bắc kìa bà Thúng.
Nghe bà mình nói tiếng Bắc là nói tiếng Bắc luôn hả? Cha Khiên đâu? Cha Khiên. Cha Khiên. Con dài vậy hả? Cha Khiên gì em biết? Cái gì? Con nói Cha Khiên giống em bé. Ôi, cưng quá, dễ cưng quá ta. Dễ hai chồng thấy cưng quá hài. Trời ơi, coi nè, đẹp không bà cô chú anh chị ơi, ơi. Cưng ôi, cha cười có miệng có duyên quá ta. Wow, cái tay, wow, cái tay, cái chân, wow, cái bàn chân, wow, chân, cái chân, ô cái bàn chân, wow, hai cha mẹ nắm tay nhau luôn hả? Cưng quá vậy ta. Giờ con chỉ cần vậy lắm mai. Với bộ hai cha con đi đám cưới. Hai con nào? Cha Khương với mẹ Ngọc. Cha Khương với mẹ Ngọc xong rồi hai cha con. Đó, đẹp chưa? Chính chưa nữa nè. Hình lắm mày nữa mới đẹp. Nhưng ông mà chê đó. Chưa chín nữa. Wow. Hả? Wow. Chín chưa vậy? Đâu? Ồ, sữa dạ đẹp quá ta ơi. Con muốn đi học vẽ. Như là mày chưa chú. Con muốn đi học vẽ hả? Đúng rồi, đúng không? Bây giờ con sẽ đo chiều cao cho cái này. Hấp. Hấp. Này chưa chú, cái này không giống game. Cái đồ chiều cao mà cái này xoay được. Cái này cũng xoay được. Này cũng xoay được. Bây giờ con sẽ vẽ đẹp không? Giờ con muốn vẽ này tặng ông bà chị chú nữa. Ngôi nhà. Ngon không cha Khương? Để cho thử coi. Nó chưa chín mà nó thúi sao? Kỳ quá. Tôi làm gì vậy? Chứ nó hơi mặn mặn. Sao? Nó hơi mặn mặn. Hay gì á? Sao? Ồ, mít không có sơ luôn trời. Thử đi, thử đi. Con thử không? Dứt giật quá. Hử? Dứt giật. Ừ. Nó ngọt chưa? Buồn lắm chứ. Đợi nhá nè. Man con đứng. Nhưng chiếc ta phùng lên. Hồi bữa á, hồi bữa cô ở trên trường cô ăn mít rồi con thấy ngọt quá con nhưng bị đau răng. Mà sắp thúi rồi. Xui vậy. Ra tính khô trái mít hai cho con ăn. Thèm mít quá trời. Không trứng. Dễ gì đẹp quá thế vậy. Giới thiệu bà cô chú ơi. Vậy là bông hoa còn đi là đến đây. Bữa nay sữa dễ đẹp. Trời mưa rồi. Sữa dễ nhanh. Trời mưa rồi không cần ăn mặt trời. Ồ, trời mưa không có mặt trời hả? Sao vậy ta? Không. Cái này đã cơm mưa biến thành để biến thành trời tối nó sẽ có cơn mưa bão lên không cần ăn mặt trời. Ông mặt trời sẽ rất là yếu. Đám mây mạnh lắm. Đám mây mạnh lắm hả? Ghê trời. Hay ghê không? Giờ con muốn gì em? Vẽ gì nữa nào? Cái tóc. Cái tóc của ai? Không, cái táo. À, bà Sướng muốn vẽ cái táo hả? Hay là iPhone cũng được, con biết gì iPhone này. Ú ghê vậy, vẽ iPhone 14 cho cha coi. Cha không có iPhone 14 nè. Đâu? Đẹp quá em. Đúng không? iPhone 14. Từ từ vô đường mặt của chú chị coi coi. Cái iPhone đẹp quá nè. Có iPhone có hình luôn. Có ba mắt không bà cô chú? iPhone hình vậy hình đây. iPhone có hình bông hoa luôn. Ôi. Ôi tuyệt vời luôn bà cô chú anh chị coi 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 này coi này coi nè. Mày không quay cận nè, má thấy em vẽ. Ha, có một điện hoa đúng không? Đẹp. Cần đám mây đó. Cần đám mây. Luôn hả? Ô quá trời, cái trí tưởng tượng của em luôn rồi. Ồ, cái iPhone này có hình nền là một bông hoa và đám mây nha mà cô chú anh chị. Trời ơi, vẽ cái mắt iPhone kìa. Tuyệt vời không? Tinh xảo không mà cô chú anh chị? Quá tinh xảo luôn.
Ủa, không phải dễ dàng mà vẽ được cái mắt iPhone gì đâu. Về chiếc cằm ông mặt trời buổi sáng. Hay quá bé Sữa ơi, bé Sữa hay quá rồi. Bé Sữa vẽ ghê quá luôn mà. Xong luôn. Hỏi bà con chú anh chị coi con vẽ sao. Ông mặt trời chú con vẽ sao. Thấy con vẽ đẹp không? Trời ơi, con còn biết vẽ, con còn biết vẽ, con còn biết vẽ. Hỏi mà cô chú chị coi con có thể đi học vẽ được không? À, mà chú có thể cho con đi học vẽ không? Giờ con còn biết vẽ cây bút. Vẽ bút đâu? Vẽ cây bút, y thiệt luôn. Con vẽ trên mít cho coi đi, giờ con thèm mít quá nè. Ok. Mít xóa đi, vẽ trên mít lại đi. Rồi đó, đó. Rồi, coi sửa vẽ trên mít nào mà cô chú. Ồ, rồi. Ừ. Nè mấy chấm chấm. Là cái gì vậy? Là mấy chấm chấm đó nè. Là mấy chấm chấm đó hả? Dạ. Cái gai hả? Ừ. Dạ. Dạ. Trời ơi. Tuyệt vời vậy. Khéo tài quá. Xong. Hay quá Sữa ơi. Giờ con mới vẽ. Vẽ gì nữa nào? Con biết vẽ cây bút chì nè. Ồ, giống chì nữa hả? Ừ. Tuyệt vời quá. Hai cho con mới đi phát kẹo. Ta vẽ được. Đi phát kẹo chơi. Năm sáu. Bây giờ nên ngồi vào nên vẽ mà cô chú con chị à. Hơ, cây bút hơi sáu sáu. Giờ con vẽ bút lại. Đó. Ông mày chú thấy không? Vẽ cái mít này ngon chia cho hàng xóm rồi. Tên tên tên. Ô ô đẹp quá, cuối cùng. Cái bút nè. Nó thúi mà nó xong. Cái bút gì nè mà chú. Nào. Cho mẹ coi. Quá tuyệt vời rồi. Giờ con sẽ vẽ hồ cá nhé. Ồ, bạn vẽ được hồ cá luôn à. Quá tuyệt vời luôn rồi. Cái gì? Mình cái chưa gì bao giờ chị sợ. Chào bà cô chú kìa con. Mày kêu là lấy không lấy cái này giờ là ba dạy ba quấn á. À. Là cái gì nè là cái gì cho tùm lum vậy? Cái này Abby nói là Abby nói là Abby nói là chị Na trả lại cho em cái gì nè hỏi sao à? Tại cái này chị Na mà lấy đem về luôn là con tôi dặn á. Nó vậy qua bên kia chứ dặn hả? Chứ sự dặn chọc tiêu nói chuyện vậy đó. Con cá nha. Con vẽ cái gì? Con cá. Vẽ hồ cá luôn. Con cá nè. Con cá nè. Ôi ôi mày Ngọc ơi vô coi nè. Không phải quay em vẽ cận rồi cho ông bà cô chú chị thấy em vẽ con cá. Ồ, con cá sống động rồi không? Ôi ôi quá trời con cá. Ôi ôi quá trời cá. Ôi ôi. Tuyệt vời, đẹp. Đẹp tới cô biết không? Chứ đâu phải chọc quê đâu. Ôi ôi con cá. Ôi ôi cá gì ta? Cá lóc. Cá lóc. Dạ cá lóc. Anh nuôi cá lóc hả? Cá lóc gì cho bà ngoại nó bên chua. Quá tuyệt vời luôn. Sao mà có đứa con gái mà nó có hoa tai quá, nó vẽ con cá mà bà cô chú anh chị nhìn thấy hết hồn luôn. Gì hết hồn. Con chỉ cần nước. Rồi coi vẽ nước nữa kìa. Ôi. Quá trời nước, hồ cá nước quá trời nước luôn. Rồi xong chưa, đưa hồ cá cho bà cô chú anh chị xem coi. Dạ chưa. Đồ ăn cho trẻ. Xong chưa? Quá đẹp rồi, ok. Con chỉ cần vẽ hàng mép ra. Ờ. Hết. Mất rồi. Sao lại đi đâu vậy? Hết. Một cây chưa? Không, còn ở nhà. Ở chỗ... Ok, còn ba cây đó. Vậy là đi lên đừng có làm mắt nghe. Đi vô đi. Vô phòng với này có nhiều cây lắm. Có nhiều cây, có cây nhiều. Một cây đây chứ chị Thủy Lan bạn. Không,
thôi tới. Ốc bươu muốn vẽ gì? Muốn vẽ ốc tiêu hả? Dạ đúng rồi. Ờ, ốc tiêu vậy hả? Ốc tiêu có mấy cái mấy ốc tiêu có mấy cọng tóc vậy hả? Tiêu có mấy con tóc vậy hả? Cái này nó lúc nhà bắt con gà. Chị sửa vẽ ốc tiêu nè. Đó là cái quả cầu. Ờ. À. Cái cầu. Nó nè, chị sửa vẽ ốc tiêu nè. Ủa sao ốc tiêu mập dữ vậy? Sửa. Nó tiêu mập như thụ lùn. Chị sửa. Lên nóc nhà là bắt con gà. Thôi lên nè, không nhà là bắt con gà. Với bộ ốc tiêu lớn là ốc tiêu 5 tuổi nha. Không, với bộ ốc tiêu 100 tuổi già. Ốc cây ốc tiêu 100 tuổi về là ốc tiêu già rồi. Về chị sẽ vẽ râu nha. Râu râu là phi. Không, bây giờ với xong đem đi chôn. Bây giờ râu rồi. Chôn là phải. Hôm mai chúng ta già rồi phi bị chôn thôi. Chôn không? Không, vẽ bằng cái này được à? Thôi. Không. Vẽ bằng đây. Không. Không. Bây giờ hôm mà chúng ta bắt rồi. Ai thử cái này đi. Quá. Ấy, ấy cầu vòng. Ấy, ấy cầu vòng có luôn. Rồi thôi đi vô nè, giờ mít ăn không được rồi, để mai coi chín có ngọt không rồi ăn. Còn thì ăn sớm ha. Con muốn ăn. Rồi ơi, ăn mai cho mua cho khác ăn. Mai kêu ngoại trong vườn mít ngoài. Còn ghét cái mít này ghê. Ờ ghét cái mít này ghê. Tự nhiên không chín, đừng con đừng đạp lên đó con. Mày thì không chín. Không chín. Không chín thì tao thôi, đạp. Thôi thôi. Không chín không thôi, chín. Thôi thôi thôi. Đồ ăn mình có đạp vậy. Mai nó chín ha. Con thèm. Con thèm hả? Để cái ra ngoài cho mua miếng cho con ăn ha. Ừ. Rồi thôi chào tạm biệt bằng cái này. Ê này cầu vòng à. Không, khỏe ơi. Không gì thôi vậy cầu vòng thôi. Rồi chào tạm biệt bà cô chú nè. Tạm tạm biệt cô ba. Ôi ôi vẽ lại giống vậy. Cô vẽ bùm đất á. Vậy hả? À, không ấy con vẽ bằng tay hả? Hả hả? À, rồi thôi chào tạm biệt. Thôi chào tạm biệt nè. Thôi chào tạm biệt. Đừng có vẽ ốc tiêu. Rồi chào tạm biệt bà cô chú nè. Thôi đừng có vẽ nữa, chào tạm biệt. Tạm biệt ông ơi, chị chú hiên vẽ.